Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hơn 100 hectare cây cảnh ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang sẵn sàng phục vụ Tết. Khu đô thị Eco Park được vinh danh khu đô thị tốt nhất châu Á. Trong chương trình có khách mời trường quay là lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và Chi cục Hải quan tỉnh bàn giải pháp về tăng thu ngân sách trong tháng cuối cùng của năm 2020. Cần xử lý dứt điểm vi phạm hành lang quốc lộ 39 tại xã Thiện Viễn. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định giao kế hoạch và hỗ trợ kinh phí nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2020-2021. Theo đó, khối lượng nạo vét thủy lợi Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải trên 700.000 mét khối. Trong đó, nạo vét tiểu thủy lợi nội đồng, nhân dân tự làm 451.000 mét khối. Nạo vét kênh mương, cửa cống hô hút từ kinh phí thủy lợi phí của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh trên 90.000 mét khối, tập trung ở kênh tiêu dẫn kênh tưới. Khối lượng nạo vét kênh mương và đắp đê Bắc Hưng Hải thực hiện từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, tỉnh hỗ trợ 50%, huyện hỗ trợ 50%, tổng kinh phí trên 4,2 tỷ đồng. Đắp đê Bắc Hưng Hải là 130 mét khối, đoạn đê xuống cấp qua xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, từ ngân sách tỉnh và các địa phương, thời gian hoàn thành trước ngày 5 tháng 1 năm 2021. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa có thông báo lịch lấy nước phục vụ sau cấy lúa vụ xuân năm 2021 khu vực Đồng bằng Bắc Bộ như sau. Theo đó, lịch xả nước được chia làm 3 đợt. Đợt 1 từ 0 giờ ngày 12 tháng 1 đến 24 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2021. Đợt 2 từ 0 giờ ngày 26 tháng 1 đến 24 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2021. Đợt 3 từ 0 giờ ngày 22 tháng 2 đến 24 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2021. Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống kênh, lắp đặt trạm bơm dã chiến, tổ chức lấy nước sớm, chủ động thau chua rửa mặn, thau rửa hệ thống công trình thủy lợi, trữ nước vào các khu trũng, hệ thống kênh mương và tăng cường vận hành để tập trung đưa nước lên ruộng. Đồng thời sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả và tranh thủ các kỳ triều cường và các nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi điều kiện cho phép. Nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai, đảm bảo công tác thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, năm 2020, hệ thống các công trình thủy lợi huyện Kim Động được đầu tư trên 10 tỷ đồng để xây mới, tu sửa và nâng cấp nhiều hạng mục. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ 2,8 tỷ đồng, công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đầu tư 5,8 tỷ đồng và huyện Kim Động đầu tư trên 1,3 tỷ đồng cho các hạng mục được xây mới, gồm 3 cụm cống lấy nước, xả tiêu tại xã Phú Thịnh, Hiệp Cường, tu sửa nâng cấp 56 hạng mục nhỏ như trạm bơm, sửa chữa các cống điều tiết nước. Ngoài ra, tiến hành thay thế mới hệ thống ống dẫn nước bằng ống nhựa HDPE hiện đại cho các trạm bơm. Nhờ đó giúp các xã thị trấn của huyện thực hiện hiệu quả việc sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu tình trạng ngập úng vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô. Thực hiện đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa, cây cảnh tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025. Toàn tỉnh sẽ phát triển mở rộng khoảng trên 4.000 hectare, góp phần đưa diện tích cây ăn quả, hoa, cây cảnh tập trung của tỉnh lên 20.000 ha. Mục đích của dự án là phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa, cây cảnh tập trung tỉnh Hưng Yên trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên của tỉnh nhằm tạo ra sản phẩm quy mô lớn tập trung, chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho thị trường. Mỗi năm trồng mới, mở rộng phát triển và nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị vùng đã trồng. Dự kiến trồng mới, mở rộng 500 đến 700 ha cây ăn quả, 120 đến 130 ha hoa cây cảnh. Trung tâm khuyến nông Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn được giao quản lý dự án sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, bố trí kế hoạch sử dụng đất đai phục vụ phát triển cây ăn quả, hoa, cây cảnh tập trung và có các giải pháp về khoa học công nghệ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao, thị trường tiêu thụ, khuyến khích liên kết xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Phát triển tổ hợp tác xã, cơ chế chính sách như hỗ trợ giống, phân bón, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các mô hình tưới tiêu và tiêu thụ sản phẩm. Thời điểm này, trên 100 hectare cam quất bưởi cảnh của xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang
bắt đầu vào vụ, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Các nhà vườn cho biết thời tiết tương đối thuận lợi nên cơ bản các vườn cây cảnh đều có mẫu mã dáng thế đẹp, nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng. Năm nay có tới trên 50% diện tích cây cảnh của xã được các nhà vườn trồng trên chậu. Những diện tích quất đặt tại ruộng thì hầu hết làm quất thế. Thời điểm này, các nhà vườn đang tập trung tỉa bỏ bớt một phần quả và trà hoa muộn, gò uốn tạo thế cho cây. Với các vườn bưởi thì tiến hành dỡ bỏ phần che nắng để quả tiếp xúc với ánh sáng nhiều, nhanh lên màu, cùng với đó là tăng cường chăm sóc, tưới đủ nước, tăng dinh dưỡng cho quả mọng đẹp bền. Hiện các thương lái đến tìm hiểu đặt mua, dự kiến giá bán trung bình ở mức từ 300 đến 500.000 đồng một cây quất sáng tháp và từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng một cây quất sáng thế. Bưởi cam cảnh trên chậu có giá trung bình từ 1 triệu đến 3 triệu. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Khu đô thị Eco Park đã vượt qua hàng ngàn khu đô thị bất động sản nổi tiếng khác tại khu vực châu Á để giành giải thưởng khu đô thị tốt nhất tại lễ vinh danh các nhà phát triển các dự án tốt nhất châu Á tổ chức tại Thái Lan ngày 4 tháng 12. Dự án được các chuyên gia ban giám khảo đánh giá cao khi kiến tạo nên đô thị văn minh hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nhưng vẫn hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên và duy trì bản sắc văn hóa. Không gian xanh rộng thoáng của mặt nước và thảm thực vật nhiều tầng tán hài hòa trong các khu dân cư, các khu thương mại, văn hóa, trường học được xem xét và thực hiện hết sức nghiêm túc và bài bản, đảm bảo những yếu tố cần và đủ của một đô thị sinh thái. Tỷ lệ cây xanh tại Eco Park ở mức 125 cây xanh một người, tỷ lệ mặt nước chiếm hơn 30% tổng diện tích. Để đạt được danh hiệu cấp độ toàn khu vực, các doanh nghiệp dự án phải trải qua quá trình thẩm định, đánh giá khắt khe của hội đồng giám khảo gồm hàng chục chuyên gia hàng đầu về bất động sản đến từ châu Á Thái Bình Dương. Thưa quý vị và các bạn, tháng 12 là tháng nước rút đối với các hoạt động tăng thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, trước những tác động của dịch bệnh làm giảm thu ở nhiều lĩnh vực, thì thời điểm này, các ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực. Vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã tổ chức chương trình tọa đàm tăng thu ngân sách tháng nước rút với tiếng nói của các ngành chức năng về lĩnh vực này. Sau đây là một phần nội dung quan trọng của buổi tọa đàm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 14.865 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh 11 tháng đạt hơn 14.137 tỷ đồng. Thưa ông Chu Tường Anh, kết quả tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh do ngành thuế Hưng Yên thực hiện thì đã tăng cao và đã vượt so với dự toán. Tuy nhiên nếu trừ đi số thu tiền sử dụng đất thì chưa đạt như kỳ vọng so với dự toán mà Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Vậy thì phải chăng đó là do tác động của đại dịch Covid-19 ạ? Covid thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và làm giảm thu từ đại dịch Covid đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn là khoảng 500 tỷ. Bên cạnh đó thì Quốc hội, Chính phủ đã ban hành một loạt chính sách để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế cho đại dịch Covid. Tổng thu trên địa bàn giảm thu là trên 900 tỷ đồng. Thưa ông Đỗ Minh Khoa, số thu 11 tháng do Chi cục Hải quan Hưng Yên thực hiện đó là đạt khoảng 3.100 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái thì cũng là đạt cao ạ. Nhưng mà so với chỉ tiêu pháp lệnh thì mới đạt khoảng hơn 72%. Vậy thì xin ông có thể phân tích rõ hơn những cái nguyên nhân nào mà tác động đến kết quả? Trong vấn đề trên địa bàn của tỉnh thì có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất, gia công phải ngừng hoạt động hoặc là ngừng một phần, là các đơn hàng bị hủy bỏ. Đó là cái ảnh hưởng trực tiếp đến cái số thu của chi cục. Kim ngạch nhập khẩu của tỉnh qua địa bàn tỉnh thì đạt là 3,4 tỷ đô la mà năm 2019 là 3,9 tỷ đô la. Như vậy là hụt mất 500 triệu đô và tương ứng với lại hụt thu khoảng độ 300 tỷ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Khoa. Thưa ông Chu Tường Anh, là với ngành thuế thì tháng cuối năm được coi là thời điểm mà toàn ngành dồn tổng lực để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm. Vậy thì thời điểm này ngành thuế đang triển khai những nhiệm vụ cơ bản gì ạ? Chúng tôi còn 1.100 tỷ nữa. Đó là số thu trừ đất để hoàn thành nhiệm vụ. Và mỗi ngày bình quân là chúng tôi phải thu được 35 tỷ. Thì ngành thuế phải triển khai một loạt các giải pháp. Một là bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tham mưu đầy đủ với cấp ủy chính quyền, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để
doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Vấn đề thứ hai, chúng tôi phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, lắng nghe, xử lý mọi vướng mắc của người nộp thuế về thuế, truyền tải đến người nộp thuế đầy đủ mọi cái chính sách của chính phủ, của quốc hội, thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro về thuế để tăng thu ngân sách, bù đắp thiếu hụt do đại dịch Covid. Và trong ngành thuế thì trong cái điều kiện Covid thì ngành thuế cũng là tổ chức thanh tra kiểm tra theo phương thức điện tử, quyết liệt trong công tác thu nợ bằng tất cả quy trình thu nợ. Trong đại dịch Covid thì vừa rồi chúng tôi có gia hạn cho 503 tỷ cho hơn 1.000 lượt doanh nghiệp, đối tượng người nộp thuế. Và bây giờ đến thời điểm mà chúng tôi phải thu hồi. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Chu Tường Anh ạ. Để tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời là tạo ra sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giữa các nhóm đối tượng nộp thuế, thì ngành thuế và Chi cục Hải quan Hưng Yên đã và đang có những hành động và việc làm cụ thể gì để đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân ạ? Xin mời ông Đỗ Minh Khoa. Vấn đề này thì chúng tôi thực hiện theo cái ý chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hải Phòng là tiếp tục là đẩy mạnh phát triển đối tác hải quan doanh nghiệp đi vào thực chất, đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và hải quan, và thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe, ghi nhận khó khăn của doanh nghiệp để làm sao mà tháo gỡ, hỗ trợ, giải quyết ngay theo thẩm quyền. Một ý nữa là chi cục đã xây dựng cam kết với cộng đồng doanh nghiệp và nên biết công khai tại nơi nào thủ tục. Đó là ba cam kết về thời gian giải quyết thủ tục hành chính làm sao mà nhanh chóng giảm thời gian cho doanh nghiệp. Cam kết thứ hai là về chất lượng phục vụ, đảm bảo chất lượng tốt, phục vụ tốt. Và cam kết thứ ba là cam kết về thái độ, tác phong làm việc của cán bộ công chức. Thái độ đó là nụ cười hải quan, dụ thế, rồi ra thái độ làm sao mà làm việc tận tình, nhanh chóng, và bố trí cán bộ công chức làm việc là 24/7 cả ngày chủ nhật. Chi cục sẵn sàng bố trí cán bộ công chức trong dây chuyền để phục vụ cho doanh nghiệp. Xin được hỏi về quyết tâm chính trị của ngành thuế và ngành hải quan trong tháng 12 này như thế nào để thực sự tháng 12 là tháng nước rút để tỉnh Hưng Yên hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020 và tiếp tục là năm thứ tư chúng ta tự cân đối thu chi ngân sách và có một phần điều tiết về trung ương. Trong 4 năm vừa qua, Hưng Yên tự chủ về tài chính là 4 năm cực kỳ khó khăn. Và 2020 trong điều kiện đại dịch Covid và các chính sách của Quốc hội, của chính phủ mà những chính sách đó đều làm giảm thu, nên cái nhiệm vụ đặt ra đối với ngành thuế là cực kỳ nặng nề. Và với quyết tâm chính trị cao nhất, chúng tôi mong muốn và kỳ vọng đến ngày 31 tháng 12 chúng tôi được vinh dự báo cáo với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh là ngành thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2020. Dạ vâng, xin được cảm ơn những trao đổi vừa rồi của hai vị khách mời. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, công trình cải tạo nâng cấp lăng mộ tại thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã bị nhiều ngành chức năng lập biên bản vi phạm do xây dựng trong hành lang giao thông. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn không được xử lý triệt để mà vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn mở rộng hơn, phớt lờ các quy định của pháp luật và kiến nghị chính đáng của các hộ dân có đất tại khu giãn cư mới nằm tiếp giáp với khu vực xây dựng công trình trái phép. Do công trình xây dựng vi phạm hành lang giao thông ngay điểm giao cắt quốc lộ 39 với đường 376, nên đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng lập biên bản yêu cầu đình chỉ việc thi công. Đại diện cho các hộ nâng cấp cải tạo lăng mộ đều cam kết làm theo đúng hiện trạng cũ. Chúng tôi tu sửa làm đúng diện tích năng cũ, đúng kích thước, đúng vị trí, không có làm cái gì khác so với hiện trạng cũ. Tuy nhiên, thực tế khi xây dựng lại mở rộng hơn, trái với những nội dung và cam kết trong biên bản. Đây là hiện trạng vị trí lăng mộ cũ trước khi cải tạo nâng cấp, nằm một phần trong khu đất hành lang giao thông quốc lộ 39. Còn đây là móng lăng mộ sau khi được cải tạo nâng cấp với diện tích mở rộng lớn hơn so với lăng mộ cũ rất nhiều, chiếm toàn bộ bề ngang và bề sâu một phần khu đất nằm trong hành lang giao thông, theo biên bản vi phạm do Ban Quản lý Dự án Đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình ngày 18 tháng 11 năm 2020 và biên bản do Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và chính quyền địa phương lập ngày 23 tháng 11, thì công trình vi phạm có chiều dài bám đường 14 m và chiều sâu vuông góc là 10 m.
Tuy nhiên diện tích vi phạm thực tế còn mở rộng hơn so với biên bản được lập. Qua cái kiểm tra thực tế, thế mà qua cái phản ảnh nâng lên là to ra mà tất cả là hai bên Nam Bắc là đều phía Bắc là đã chiếm tới cái đường hành lang giao thông của đường bê tông dân sinh của địa phương, và cái đường giao thông dân sinh này là đã quy hoạch là quy hoạch khu giãn dân. Thế và các cụ là xoay hướng thế thì theo cái con mắt thì của chúng tôi thì các cụ xây thế thì nó cũng phải là to ra gấp đôi. Công trình không chỉ vi phạm hành lang giao thông, làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của nhiều hộ chúng đấu giá đất tại khu giãn dân. Rất là bức xúc ạ, vì là khi đấu đất thì là sẽ không có cái mộ to như thế này, mà cái mộ rất là nhỏ. Thế mà bây giờ đấu đất bán cho chúng tôi xong rồi, mà bây giờ lại để cho xây cái mộ rất là to như này. Mặt đường quốc lộ tất nhiên rất thuận lợi thì em trả giá rất là cao để mua được cái suất đất này. Bây giờ người ta lại xây mộ, xây to đùng một chiếc cửa. Tôi đề xuất cái nghị là nếu như cái việc nâng cấp mộ thì sẽ nâng cấp theo hiện trạng cũ và không mở rộng và không làm ảnh hưởng đến những cái suất đất mà đã đấu giá, mà sở tài chính đã áp giá là đất có tiếp giáp một mặt đường hành lang quốc lộ 39. Công trình vi phạm đã bị thanh tra Sở Giao thông Vận tải lập biên bản xử lý, và theo Nghị định 11 năm 2010 của Chính phủ, ngày 25 tháng 11 năm 2020, Sở Giao thông Vận tải đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ xử lý dứt điểm vi phạm theo thẩm quyền. Tuy nhiên hiện nay, phớt lờ các quy định của pháp luật, công trình vi phạm vẫn ngang nhiên xây dựng, mở rộng hơn so với hiện trạng cũ, gây bức xúc trong nhân dân. Qua sự việc này, đề nghị các ngành chức năng và chính quyền địa phương xử lý dứt điểm vi phạm, vừa bảo vệ hành lang giao thông, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ dân tại khu giãn cư mới. Trải qua các phần thi, em Đặng Tuấn Linh, học sinh lớp 11A1, trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, huyện Khoai Châu đã xuất sắc giành tấm vé vào vòng thi quý của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Ngay từ nhỏ, Linh đã rất yêu thích và thường xuyên theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Những câu hỏi hóc búa trong mọi lĩnh vực khiến em say mê, mơ ước một ngày được tham gia cuộc thi và sẽ giành được vòng nguyệt quế. Để thực hiện ước mơ này, Linh đã rất chăm chỉ học tập. 11 năm em đều là học sinh giỏi các cấp. Được sự ủng hộ, động viên của gia đình và nhà trường, tháng 7, Linh đăng ký tham gia sân chơi này và được ban tổ chức cuộc thi lựa chọn. Tâm lý căng thẳng hồi hộp khi thi đấu khiến Linh đạt giải nhì trong vòng thi tuần cuộc thi đường lên đỉnh Olympia với 250 điểm. Với số điểm này, Linh là thí sinh có điểm nhì cao nhất trong 3 cuộc thi tuần liên tiếp và giành được quyền tham gia vòng thi tháng. Tại vòng thi tháng 2 quý 1 vừa qua, em đã xuất sắc đạt giải nhất với 255 điểm. Linh đã xuất sắc giành vé vào vòng thi quý. Linh cũng là thí sinh đầu tiên của tỉnh Hưng Yên lọt vào vòng thi quý của cuộc thi này. Sáng nay tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh diễn ra lễ bế mạc giao lưu những người yêu nghệ thuật chào toàn quốc lần thứ 6 năm 2020. Giao lưu diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 6 tháng 12 năm 2020. Đã có 100 tiết mục hát chào được các diễn viên hát chào không chuyên trên toàn quốc biểu diễn. Theo đánh giá của giới chuyên môn, giao lưu lần này quy tụ nhiều diễn viên và tiết mục hát chào xuất sắc, độ đồng đều cao hơn mọi năm. 3 ngày diễn ra giao lưu là những ngày hội của những người yêu chào, qua đó góp phần gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật chào, một loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Giao lưu những người yêu nghệ thuật chào toàn quốc lần thứ 7 năm 2021 sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.